chuyện. Phần 1, tôi tài giỏi bạn cũng thế. Chương 1, từ đần độn trở thành thiên tài. Có thể nào một đứa trẻ ngốc nghếch đần độn lại trở thành một tài năng sáng chói? Trước hết, tôi xin chúc mừng bạn vì đã chọn quyển sách này. Việc bạn sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để đọc quyển sách này cho thấy tự đáy lòng mình. Bạn biết rõ rằng bạn có khả năng đạt nhiều thành công hơn những gì bạn đã đạt được ngày hôm nay. Cho dù bây giờ bạn đang là một học sinh giỏi, một học sinh trung bình hay thậm chí là một học sinh kém, tôi chắc chắn rằng bạn có tiềm năng để đạt được những kết quả xuất sắc mà bạn khao khát. Bạn biết rõ và bạn có niềm tin mãnh liệt rằng trong bạn một tài năng tiềm ẩn đang đợi được giải phóng. Hầu như mỗi ngày tôi đi khắp nơi tổ chức những buổi chuyên để có để cho hàng ngàn học sinh giáo viên về cách phát triển khả năng tiềm ẩn trong họ để đạt thành tích xuất sắc. Báo chí, đài truyền hình ca ngợi tôi như một bậc thầy về việc học và như một thiên tài. Họ đề cập đến việc tôi đã giúp nhiều học sinh, đặc biệt là những học sinh hết thuốc chữa, trở thành những người không những thành công trong việc học mà còn thành công trong lĩnh vực cuộc sống khác. Là bản thân tôi, cách đây không lâu, tôi được biết tới như một đứa trẻ tầm thường, lười biếng rốt nát, không thể làm được gì. Vậy thì làm thế nào mà một đứa trẻ từng bị coi là đần độn giờ đây lại được ca ngợi như một thiên tài? Những ai biết tôi bây giờ cũng không thể nào tin được rằng trước đây tôi là một học sinh kém, liên tục thi trượt và không có tương lai. Đúng đấy, các bạn ạ, tôi từng là một học sinh như thế. Tôi không cần biết đã bao nhiêu lần bị mắng là ngu ngốc, hết thuốc chữa, không làm được trò trống gì, chậm tiền. Nhưng bạn ơi, hãy tin đi, cũng như tôi, bạn có sức mạnh, khả năng tiềm tàng để thay đổi mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn và trở thành một tài năng thực thụ. Trong quyển sách này, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các phương pháp để đạt được kỳ tích đó. Cũng xin nhắc lại rằng tôi không hề hướng dẫn bạn con đường đi đến thành công từ vị trí của một người thông minh sẵn có và luôn đạt kết quả tốt. Tôi hướng dẫn cho đó. Tôi hướng dẫn bạn từ phương diện của một người từng bị coi là rốt nát, từng là một học sinh kém cỏi. Do đó, nếu bây giờ bạn vẫn còn học thua kém bạn bè, tôi hiểu và hoàn toàn chia sẻ cảm giác với bạn. Đơn giản là vì tôi đã ở trong hoàn cảnh của bạn. Thậm chí đó có nhiều khả năng là tôi còn tệ hơn bạn rất nhiều. Đơn giản
bạn. Tôi từng là một học sinh kém. Tôi thất bại trong những việc học ngay từ những ngày đầu tiên vào trường tiểu học. Khi còn nhỏ, tôi rất ghét đọc sách mà chỉ thích chơi trò điện tử, xem TV. Hậu quả là tôi không học chung trong lớp học. Học bạn của tôi đầy những chứng và ngốc. Điều này chỉ khiến tôi thêm ghét thầy cô và trường học nhiều hơn. Mọi ngày ngày càng trở nên tồi tệ. Trước năm lớp 3, tôi bị đuổi khỏi trường tiểu học Stevens vì học kém và quậy phá, rồi bị chuyển sang trường tiểu học Nghệ An. Ở đó, tôi lại tiếp tục chơi bời, bỏ bê việc học như một điều tất yếu. Điểm thi tốt nghiệp tiểu học của tôi tệ đến nỗi tôi không được nhận vào học ở bất cứ trường nào trong 6 trường cấp 2 mà cha mẹ chọn cho tôi, dù đó chỉ là những trường trung bình. Cuối cùng, tôi được tổng vào trường cấp 2 Ping Yi, một trường nhỏ mới mở mà hầu như chẳng có người quen nào của tôi nghe nói tới. Mặc dù không ai mong đợi tôi sẽ học khá hơn tại ngôi trường mới này, họ cũng không ngờ tôi lại trượt dốc quá nhanh đến nỗi thầy dạy toán lớp 6 của tôi đã tức giận gọi điện cho mẹ tôi để biết lý do tại sao tôi không thể giải một bài toán lớp 4. Lúc bấy giờ, việc thi đậu một môn học với điểm số tối thiểu được tôi xem như một thành tích vĩ đại. Bởi thế, điểm số của tôi cứ chạy quanh quẩn từ 5 trở xuống trong thành tích vĩ đại. Bởi thế, điểm số của tôi cứ chạy quanh quẩn từ 5 trở xuống trong tổng cộng hơn 160 học sinh cùng khóa. Tôi nằm trong số 10 học sinh kém nhất. Cha mẹ tôi cố gửi tôi đi học thêm ở rất nhiều nơi trong sự lo lắng tột cùng, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Cuối cùng, cha mẹ tôi nghĩ chỉ còn cách cho tôi đi du học ở một nước nào đó mà học sinh ít quyết tâm học thành tài hơn ở Singapore. Chỉ như thế tôi mới có hy vọng qua được trung học vào thời điểm khủng hoảng nhất trong sự nghiệp học hành của tôi. Cha tôi vô tình biết đến một khoa học 5 ngày đặc biệt dạy cho học sinh cách học hiệu quả và làm chủ cuộc sống, tin rằng mình không còn gì để mất ngoại trừ việc phải bỏ tiền. Cha mẹ tôi quyết định cho tôi tham gia khóa học ấy, một khóa học có
Cái tên nghe chẳng có vẻ gì là dành cho tôi chút nào. Thiếu niên siêu đẳng Super Chen. Thế là vào một buổi sáng chủ nhật năm 1987, tôi được đưa tới khách sạn Najihin và được thầy Em Miss Wong dìu dắt. Lúc đó tôi khoảng 13 tuổi, tham gia chương trình chung với những học sinh khác tuổi từ 12 đến 20. Hôm đó tôi hết sức buồn bực vì nghĩ rằng 5 ngày chơi điện tử và xem tivi và thuê của tôi đã tiêu tùng. Thế nhưng vào ngày cuối cùng của khóa học, tôi đã thay đổi hoàn toàn những gì tôi được học và trải nghiệm, đã đảo ngược thái độ, quan điểm của tôi về học tập và cuộc sống. Kiến thức mà Endless Wong truyền đạt trong suốt khóa học tạo nên sự biến đổi mạnh trong tính cách của tôi bằng việc giúp học sinh áp dụng các phương pháp tập tiên tiến ở Mỹ như cách học tăng tốc, lập trình ngôn ngữ trí tuệ cùng với các cách thức tìm hiểu tận dụng sức mạnh phi thường của não bộ. Ellis đã dùng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình để về khả năng bản thân và những thành công trong cuộc sống. Ennis chỉ cho chúng tôi thấy rằng tất cả mọi người, thậm chí những học sinh kém nhất, ai cũng nguồn năng lực vô tận để trở thành tài năng sáng chói hoặc các nhà lãnh đạo tài ba. Chính thái độ tiêu cực, không tin tưởng vào bản thân dẫn đến việc học không chịu cố gắng là yếu tố duy nhất cản trở ở chúng tôi vươn tới thành công. Nhận thức được điều này có ảnh hưởng hết sức to lớn đối với tôi từng nghĩ rằng mình kém cỏi hơn tất cả bạn bè xung quanh và đó là số phận định sẵn của tôi. Do đó, tôi đã chấp nhận số phận đó và tin rằng cho dù tôi có cố gắng học đến cỡ nào cũng không thể bằng những bạn khác. Vậy thì chẳng có lý do gì mà tôi phải cố gắng. Tôi đã hoàn toàn sai lầm sau khi hiểu rằng tôi cũng có khả năng thành công như bất kỳ ai khác. Tôi bắt đầu tin rằng tôi có thể đạt được tất cả những mục tiêu do tôi đề ra. Tôi tin rằng nếu những học sinh khác học giỏi được, tôi cũng có thể học giỏi và thậm chí còn giỏi nhất hơn tất cả họ để trở thành xuất sắc nhất. Nếu những học sinh khác có thể được tuyển vào các chương trình năng khiếu đặc biệt, tôi cũng có khả năng đạt được điều đó bằng quyết tâm của mình. Làm thế nào mà khóa học thiếu niên siêu đẳng lại ảnh hưởng tôi mạnh mẽ đến như vậy? Đơn giản là vì lúc đó tôi hết lòng tin tưởng vào tất cả những gì tôi được
huấn luyện trong khóa học, bạn cũng thế. Nếu bạn tin rằng bạn có thể làm được một việc gì đó, cho dù việc đó rất đơn giản và ai cũng làm được, bạn cũng không bao giờ làm được vì bạn chẳng bao giờ bắt tay vào làm chứ. Đừng nói đến cố gắng. Tôi kết thúc khóa học với những kỹ năng học hiệu quả và một niềm tin mãnh liệt rằng tôi có thể giành lại quyền được thành công của chính mình. Vâng, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau. Tôi cũng thế. Tôi có quyền thành công lần đầu tiên trong đời tôi. Một học sinh gần như kém nhất trường đặt mục tiêu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, chứ không chỉ đơn thuần là giỏi.